Thì theo phong tục á, ngày Tết chúng ta thường chúc tụng cho nhau bằng một cái hồng bao. Hồng bao tức là cái bao đỏ đỏ này nè. Thì chúng ta thường dùng cái chữ là lì xì. Lì xì đó là mình phát âm theo tiếng Hoa. Bởi vì cái nguồn gốc, cái truyền thống này là xuất phát từ Trung Quốc xưa rồi. Thì bây giờ á, thì chúng ta cũng vẫn dùng cái từ lì xì. Và cái chữ lì xì đó nó phát âm như vậy. Và nó từ cái nghĩa của chữ lợi thị. Chữ lợi á, có nghĩa là làm lợi cho cái người đó. Thấy không? Còn cái chữ thị á, là một cái kế hoạch. Thí dụ như mình nhận cái tiền này. Đó là lợi. Và chúng ta sẽ có một kế hoạch để dùng cái tiền này để mang lợi ích cho mình và cho người. Vì vậy mà người xưa đã dùng cái chữ lì xì. Mà mình nếu mình nói theo tiếng âm Hán đó là lợi thị. Lì là lợi, xì là thị, lì xì là lợi thị. Ví dụ như là mình dùng nó thích nghi, thuận lợi thì gọi là lợi. Mà mình có một cái kế hoạch để thuận tiện, để thực hiện trong một cách tốt đẹp thì cái đó gọi là thị. Vậy thì khi mà chúng ta có nhiều lúc chúng ta mang ơn ai đó mà nếu chúng ta đưa tiền liền lúc đó nó không có tiện. Tại vì cái người đó giúp mình không phải vì vấn đề tiền bạc. Nhưng mà mình đã nhận cái ơn mà mình cũng muốn bày tỏ một chút xíu gì đó thì thường thường chúng ta không có đưa liền lúc đó. Và chúng ta đợi cái dịp, những cái dịp lễ, chúng ta gói một món quà để chúng ta gửi lại, để nói lên cái lòng biết ơn của mình đối với người đó. Thì cái bao lì xì này, những cái trường hợp khác thì chúng ta gọi là hồng bao. Thấy không? Những cái dịp khác chúng ta gọi là hồng bao. Nhưng mà đặc biệt ngày Tết thì chúng ta gọi là lì xì. Tức là ai cũng có thể lì xì cho nhau hết. Người nhỏ cũng có thể lì xì người lớn. À, người lớn cũng có thể lì xì cho người nhỏ. Và thường thường thì người đặc biệt là người lớn lại càng chuẩn bị nhiều hơn. Tại vì mình sẽ gặp rất nhiều người nhỏ tới chúc Tết cho mình. Và chúc Tết xong thì mình muốn lì xì lại. Và đặc biệt là con cái cũng chuẩn bị một cái hồng bao để lì xì lại cho cha mẹ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nói là con lì xì ba mẹ. Thì đa phần thì mình nói khiêm tốn hơn. Mình nói là con có một cái hồng bao gửi ba mẹ nhân dịp đầu năm, thí dụ vậy. Thì thật sự ra chữ hồng bao thì nó cũng ở trong bao đỏ. Mà cái quan trọng là ở trong đó, chứ còn bao lớn bao nhỏ không có sao. Bao cũ bao mới gì cũng được, quan trọng trong này đó. Mở ra nó có lợi thiệt á. Thì cái chữ lì xì á, là từ cái chữ mình âm lại là chữ lợi thị. Thì Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để cho đại chúng hiểu là cái chữ lì xì này nó từ đâu ra, và cái phong tục này là chúng ta tiếp nhận từ cái truyền thống của Trung Hoa. Và ngày xưa người ta, thí dụ như là đám tang, mình đi đến cái đám tang á, mình thăm viếng xong thì thông thường theo cái lệ của người Hoa đó thì người ta để trong một cái bao thơ á, một cục kẹo rà một đồng, có khi thì 25 xu, và trong đó có một sợi chỉ đỏ. Thì tại sao người ta phải làm như vậy? Bởi vì khi mình đến với người ta thì chúng ta gọi là chia buồn. Mà buồn là cái khổ, là cái đắng. Mình tới mình chia cái đắng với người ta thì người ta phải bày tỏ cái lòng cảm kích đó bằng cách là người ta chia lại mình cái miếng ngọt, cho nên người ta chia cục kẹo. Hiểu ý không? Cục kẹo đó là tượng trưng cho cái ngọt. Vì vậy mà chúng ta cũng có cái lệ là ngày Tết chúng ta ăn mứt. Tất cả những cái món thí dụ như là bí bí đao, khoai lang, cà rốt, sen, tất cả đều đem ngào lên để cho nó thành ra một miếng thịt, một miếng mứt. Mà và tiếng mứt thì có nghĩa là cái gì mà mình sơn lâu rồi nó quện đường ở trong, nó ăn nó ngọt. Tại sao ngày Tết phải ăn cái đó?
Ngày thường mình không ăn. Bởi vì đầu năm là chúng ta muốn cái gì nó cũng phải bắt đầu bằng một sự ngọt ngào. Cho nên ngày Tết chúng ta đãi nhau một miếng mứt. Có nhiều khi không ai đãi, tự mở ra ăn cũng có. Tức là chúng ta muốn ăn cái ngọt. Không ai đãi mình hết á, nhưng mà tự mình mua về. Mua ở Việt Nam mình có thèo lèo với cước chuột á. Mà hễ mình khoái ăn thèo lèo là cứ ăn thèo lèo trừ cước chuột là đãi. Thì thưa đại chúng là tất cả những cái miếng ăn mà đầu năm á, nó ngọt. Để làm gì? Để tượng trưng là mình cũng cầu chúc cho mình và cho người đầu năm cho tới cuối năm lúc nào cũng tiếp nhận được mọi sự một cách ngọt ngào. Vì vậy cho nên khi chúng ta đến đám tang rồi mình đi, người ta mới vì cái gia đình, mình nghĩ tới người mất, mình nghĩ tới người còn, cho nên mình mới để chút ít tiền vô trong đó để mình gọi là đi phúng điếu. Thì người ta đâu có dám nhận hết cái đó của mình, cho nên người ta mới lấy đồng hay là 25 xu gọi là gửi lại cái lọc. Xin lỗi là đám tang cũng thế mà đám cưới cũng không khác. Mình đi mấy cái mâm quả thì cái người nhận mâm quả đó cũng phải chia lát cho đàn trai bưng về, chứ đâu phải trời ơi đồ tốt không là thôi khỏi chia con ơi. Không có, phải chia. Chia phần để cho đàn trai ta bưng về lại. Cái đó là sự đáp lễ. Thì đám tang cũng thế, người ta cũng đáp lễ lấy mình á, bằng một miếng, một đồng hay 25 xu. Và người ta cảm kích cái sự đến để mà chia cái đắng với người ta, cái khổ với người ta. Thì người ta gửi lại mình cục kẹo ăn cho nó ngọt. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi sợi chỉ. Sợi chỉ là gì? Bởi vì chỉ nó có ý nghĩa là sâu là kết. Thì người ta mong rằng cái tình cảm này nó càng thêm kết chặt. Cho nên có nhiều khi người ta nhận xong chỉ đỏ, ta đem ta gài ngay cái nút áo, ta quấn ngay cái nút, gọi là kết nghĩa. Mà cái kết này là kết để mỗi ngày, để chúng ta sống. Và cái người Á Đông của chúng ta luôn luôn nghĩ không phải là chúng ta phải đối với nhau sống, mà chúng ta còn đối với nhau khi mất nữa. Và có nhiều khi mình còn nói một câu, ai có giận cỡ nào đi nữa, mà khi cái người đó mất rồi thì chúng ta cũng phải làm sao? Cũng phải xả bỏ hết, tới thắp cho người đó một cây hương. Thậm chí mình dùng cái từ gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Có nghĩa là người đó mất rồi thì không còn gì để buồn phiền giận hờn nữa hết, mà chúng ta cần xả bỏ và đến đó thắp cho người đó một cây hương. Và nếu người đó khi còn sống có nợ mình thì mình phải tới ngay cái linh tiền của cái người đó để chúng ta thắp một cây hương và tuyên bố: hồi trước anh có thiếu nợ tôi mà anh chưa có kịp trả, thôi bây giờ tôi xả bỏ. Để vì mình sợ cái người đó còn vướng vấp cái nợ đó rồi không có đi được, cho nên xả. Và vì vậy cho nên dù nó là phong tục của người Hoa, nhưng mà gần bây giờ thì nó gần như là một cái lễ thông cho tất cả. Việt hay là Hoa gì cũng xài giống nhau. Thì nó có cái ý của nghĩa của nó. Thì ở đây cũng thế. Khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng luôn luôn muốn làm lợi cho nhau. Và nếu chúng ta nhận cái đó mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần phải dùng cái này như một phương tiện thiện xảo, hữu ích, thì nó sẽ làm lợi vô cùng. À, cho nên chúng ta thường hay có cái lễ lì xì là vậy. Có nhiều khi mình cảm kích cái người đó, mặc dù mình biết người đó không có cần tiền bạc gì hết á, nhưng mình cũng để vô đó 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng gì, lấy cái ý. Có nhiều khi người ta nói, nếu mà đưa tiền khơi khơi á, thấy nó trắng trợn, nó kỳ cục, cho nên ta phải để vô cái bao thơ. Mà quý vị biết là người của mình á, thì người Việt á, thì hay dùng bao thơ trắng. Vì cứ nghĩ là miễn có cái bao thơ là được rồi. Dễ hơn nữa mình nghĩ là trắng là cái gì? Tượng trưng cho trong sạch, tinh khiết. Cho nên mình hay để bao thơ trắng.
Nhưng mà người Hoa mà hễ tặng là phải để bao đỏ à. Cho nên có mấy lần quý thầy Hoa đến chùa thì mình đâu có nghĩ gì đâu, thì quý thầy tới thì cúng dường thôi. Cái mình để tiền vô trong bao thơ trắng, cái mình đưa cái mấy thầy hơi nhìn mình. Cái lần sau mình hiểu cái ý, tức là mình đã tặng cho người ta thì nên để vô cái bao đỏ. Vì cái đó cái phong tục, ta nghĩ là cái đỏ là tượng trưng cho cái gì đó, nó may mắn, phải không? Và cái đó không phải là mê tín, và đó chỉ là một cái phong tục, cái tập quán để chúng ta lợi cho nhau, mà thật sự là vậy. Và có đôi khi chúng ta, thí dụ như người mình á, không có thích đám cưới á, thì mà bình thường á, mình cho màu trắng là không tốt. Nhưng mà ở cái trường hợp có những lúc chúng ta rất thích màu trắng, chẳng hạn như đám cưới, cô dâu mặc áo dài trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sạch. Như vậy thì nó cũng không có phải là lúc nào nó cũng là cái nghĩa đó. Tất cả là do mình suy diễn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu thêm. Lì xì nghĩa là lợi thị. Lợi thị là gì? Tức là chúng ta tặng cái này để cho cái người đó có thêm cái sự thuận lợi, thích nghi. Và nếu như khéo léo, có kế hoạch, thì cái này thật sự mang nhiều cái lợi cho mình. Cũng giống như ngày xưa ta thường nói, tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Vốn tiền nó không có tội, không có lỗi gì hết. Tại mình dùng nó không đúng thì tiền nó sai thôi. Chứ nếu mà mình có tiền mà mình đem đi mình dùng đúng thì cái tiền nó làm lợi cho nhiều người. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ như thế này, nếu mình đói bụng mình vô tiệm mình ăn một tô phở 10 đồng, 2-3 tiếng sau là 10 đồng nó xong. Nhưng nếu 10 đồng đó mà một ngày mình ăn một tô phở 10 đồng mà 10 đồng mình chỉ để dành cho nhà chùa, một năm 120 đồng để ủng hộ cho chùa lo điện nước, lo bảo trì cái cơ sở đó, thì quý vị thấy 10 đồng đó xứng đáng vô cùng. Thì cái trường hợp đó gọi là lợi thị. Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích như vậy. Và đặc biệt là ở trong cái dịp Tết thì chúng ta thường hay chúc mừng những cái câu như là chúc mừng năm mới, cung chúc tân xuân. Và riêng đối với người Phật tử thì chúng ta hay dùng cái từ là mừng xuân di lặc, hay là mùa xuân di lặc. Thì tại sao chúng ta lại dùng hai chữ di lặc ở trong cái trường hợp Tết nhất theo cái truyền thống của người Việt Nam mình? Và chúng ta, cái truyền thống Tết là Tết của dân tộc, và chúng ta đã sống ảnh hưởng bởi một dân tộc nào thì chúng ta đều tổ chức ăn mừng cái Tết theo cái dân tộc đó. Và đặc biệt nếu chúng ta có tín ngưỡng, có niềm tin, thì chúng ta làm cho cái ngày Tết đó nó càng thêm ý nghĩa. Và đặc biệt là ở nhà chùa, cái mùa Tết là cái mùa là cái cơ hội để chúng ta bày tỏ rất nhiều những đạo lý thông qua những cái ý nghĩa. Chẳng hạn như là cúng dược sư Phật, thắp đèn dược sư, tụng kinh cầu an đầu năm, rồi cúng rằm tháng giêng, rồi chúng ta phát lộc, rồi chúng ta giảng giải những cái bài thơ kệ của các thiền sư qua những cái dịp Tết nhất. Thì chúng ta dùng cái từ là mùa xuân di lặc hay là mừng xuân di lặc. Bởi vì nếu ai chưa biết Đức Di Lặc ra như thế nào đó, thì Pháp Hòa tạm quý vị nhìn trên bàn thờ tượng vàng vàng, cầm một cái thoi vàng to thiệt to đứng đây đó. Cái này nó cũng hơi lai lai chút rồi. Bởi vì Di Lặc á là phát âm từ cái tiếng Phạn. Nếu nói cho đúng á là Maitreya. Và chúng ta đã phát âm cái chữ Maitreya là A-Dật-đa. Cho nên trong kinh á,
thường hay nói là Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc là Này A Dật Đa. Thì khi chúng ta nghe cái chữ đó là chúng ta biết đó là Di Lặc đó. Nhưng mà mình phát âm là Di Lặc. Di Lặc nghĩa là gì? Nghĩa là từ thị. Từ thị có nghĩa là người có lòng từ bi, lân mẫn, thương xót. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc ngày nay mà chúng ta thấy, bởi vì Ngài á, là một vị Phật sẽ hạ sinh sau Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì nói cho đúng ra là Ngài chưa xuất hiện ở thế gian này. Vậy thì tại sao chúng ta lại có hình ảnh của Ngài? Nếu một người chưa có mặt mà sao chúng ta có hình ảnh? Cho nên trong kinh á, không có gọi là Phật Di Lặc. Trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì Ngài là một vị Phật sẽ sinh, sẽ thành trong tương lai. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn đúng ra chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì hiện nay Ngài đang ở cõi trời đâu xuất, chờ đến cái đủ cái nhân duyên thì Ngài sẽ trở lại Ta Bà này, tiếp tục công việc của Phật Thích Ca là độ chúng sanh. Mà chừng nào Ngài mới ra đời? Khi nào chúng ta không còn biết gì về Phật Pháp nữa thì mới cần sự xuất hiện của một vị Bồ Tát thay thế để giáo hóa. Còn bây giờ chúng ta còn biết Phật Pháp thì chưa đến nổi. Vậy thì chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn nếu chúng ta gọi đúng theo kinh thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Và hiện nay cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó là dựa vào một cái tích vào đời nhà Lương. Có một vị hòa thượng bụng to, luôn luôn miệng cười, và Ngài cầm một cái túi. Không ai biết Ngài là ai, và người ta chỉ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, tức là ông hòa thượng có cái túi to, có cái giỏ thật to, vậy thôi. Và không ai biết tên của Ngài, nhưng mà Ngài tự xưng Ngài là Khế Thử. Bởi vì Khế Thử là cái tên ở một cái làng đó, cho nên Ngài tự lấy cái hiệu đó Ngài đặt cho Ngài, Khế Thử. Và quý vị nhìn cái tướng của Ngài, ngực thì hở ra, gọi là phạch ngực á, tượng trưng cho cái lòng can đảm, cái tâm tự tại. Cái bụng to là tượng trưng cho lòng hỷ xả, lân mẫn. Cái túi vải của Ngài tượng trưng cho vô lượng diệu dụng, vô lượng căn lành của sự bố thí. Cho nên túi vải, bụng to, phạch ngực, Ngài đi khắp mà không ai biết Ngài là ai thì cứ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Cho đến một ngày nọ, trước khi mất, Ngài ngồi trên một tảng đá, Ngài viết lên 4 câu để phía sau bức vách: Tôi đây là Di Lặc, thường hiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Người đời không biết tôi là ai, thì sau khi Ngài tịch rồi thì người ta mới biết, à thì ra đây là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Và từ đó người ta dựa vào cái hình ảnh của một vị hòa thượng tướng to, bụng phệ, phạch ngực, đeo túi vải, người ta tạc lên cái tượng, và chúng người ta thường gọi là Phật Di Lặc. Như vậy thì cái hình ảnh này chỉ có Trung Quốc, chỉ có Việt Nam thôi, các nước khác không có. Các nước khác mà khi người ta phát họa cái hình ảnh của Đức Di Lặc á, là cũng trang nghiêm giống như Phật Thích Ca vậy đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là mai mốt là lên cõi trời, lên cõi Phật gặp Phật Di Lặc là bắt buộc cái tướng phải như vậy nha. Tại vì cái tướng này là cái tướng theo Trung Quốc, vì sự xuất hiện của vị hòa thượng ở tại Trung Quốc. Và vì Ngài để lại bài kệ đó, cho nên người ta dựa theo cái hình ảnh đó, người ta tạc lên cho mình để có cái biểu tượng chúng ta tôn thờ.
Và vị hòa thượng này sinh ngay ngày mùng 1 Tết, cho nên á, mình mới lấy cái ngày mùng 1 đó làm cái ngày khánh lễ của Đức Phật Di Lặc. Và chúng ta thường gọi là vía Phật Di Lặc, ngày mùng 1 Tết. Mà nếu mà theo xưa đó, ngày xưa ở Việt Nam á, là sáng mùng 1 á, là chùa tập hợp lại để làm lễ rước vía, gọi là rước vía Phật Di Lặc. Có nghĩa là thật sự chữ rước đây á, nói cho đúng là chúng ta mừng. Chứ Ngài có đi đâu đâu rước, đúng không? Mà Ngài có bao giờ Ngài rời mình mà Ngài mình biết ở đâu mình đi rước. Đó. Như vậy thì cái chữ rước đó, đó nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta mừng cái ngày sinh nhật của một vị hòa thượng mà chúng ta cho đó là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, một vị Phật sẽ sinh trong tương lai. Và bởi vì cái hạnh của Ngài, cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát á, là cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tha thứ, độ lượng, tự tại. Cho nên mà ngày Tết theo quan niệm của chúng ta là ngày đó chúng ta là cái ngày cần phải sao? Vui vẻ, hỷ xả, tha thứ, bao dung. Cho nên lấy hình ảnh của Ngài làm cái biểu tượng cho ngày Tết để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải mừng cái mùa Tết đó theo cái tinh thần của Phật tử là hỷ xả, khoan dung, tha thứ, tự tại. Cho nên cái túi vải của Ngài là diệu dụng vô cùng. Tại sao diệu dụng? Tại vì trong cái túi đó chứa vô lượng pháp. Có một lần người ta gặp Ngài, người ta hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con cách tu. Thì Hòa Thượng bỏ cái túi xuống. Rồi ông kia mới nói: rồi tu làm sao? Thì Ngài lại quẩy cái giỏ lên Ngài đi. Chỉ làm hai việc thôi: bỏ xuống, xách lên. Và ý nghĩa nó là cái gì? Sự tu hành nó chỉ có hai việc thôi. Lúc nào cầm cần nắm lên thì cứ nắm lên. Lúc nào cần buông bỏ cứ buông bỏ. Cái quan trọng tự tại là buông sao? Buông đúng lúc. Ví dụ mình nuôi con khi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết, mình sợ nó hư, cho nên nhiều lúc nó có hỗn ẩu với mình cũng nhịn nó. Mình phải đi theo dõi nó, là bởi vì mình sợ nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Rồi do cái sự giận dữ của mình tháo quát với nó bỏ nhà nó đi, nó bỏ học hành, nó hư đốn tội nó. Rồi mai mốt mà nó có chuyện gì thì mình cũng phải là người hốt hụi thôi, chứ bỏ nó đâu. Cho nên lúc nó còn nhỏ thì mình ráng, mình kiểu như xách nó lên vậy đó. Nhưng khi nó đã lớn rồi, nó đủ cái tuổi, nó lên nó làm ăn, vì nó có cái sự nghiệp, nó có cái cách nghĩ và cách sống của nó. Mà bây giờ nó không theo ý mình nữa, mình cứ đau khổ hoài, thì thiệt sự mình người không biết, biết cầm mà không biết buông. Quý hiểu ý được cái chỗ đó. Cho nên lúc nào cần nắm lên thì nắm đó, lúc nó còn nhỏ là phải nắm thôi. Có nhiều lúc nó nói những câu rất là nặng đối với mình, nhưng mình phải chấp nhận. Tại vì nếu mình giận dữ, tức là mình nghĩ mình là mẹ, mình là người lớn, mình không có chấp nhận được. Rồi mình tháo quát lời nó, nhưng mà nó đâu có đủ cái nhẫn nhục đâu. Nó ra ngoài nó hư thì mình lại ân hận, là mình không có chịu nhịn nó lúc đó. Nhưng bây giờ đã tới cái lúc nó không phải thuộc về cái sự quyền hạn quyết định của mình nữa rồi. Cho nên ngày xưa có một vị hòa thượng, ông chồng thì tu tập mà bà vợ thì chưa biết tu tập. Thì một hôm ông chồng nhờ hòa thượng khai thị cho bà vợ. Thì hòa thượng mới tới gặp bà vợ, cái hòa thượng nắm về hoài. Thế thì bà vợ nói: hòa thượng làm gì kỳ vậy? Ông hòa thượng: bà thí chủ thấy tôi nắm về được không? Trời, dị hợm, tự nhiên đứng trước mặt tôi cứ nắm về hoài. Cái thì hòa thượng xè ra, cái cũng về, cái bà nói: thiệt cũng dị hợm luôn, ba hồi thì nắm hoài, ba hồi thì xè hoài. Cái thì hòa thượng mới nói: vậy làm sao cho đúng? Thì bà mới nói: thì hòa thượng có cái tay thì khi nào cần nắm, khi nào cần xòe xòe.
Thì hòa thượng mới nói vậy sao bà nắm hoài bà không xòe. Quý vị hiểu ý không? Mình có một bàn tay uyển chuyển, khi nào mình cần nắm cứ nắm, mà lúc nào cần buông cứ buông. Cho nên á, cái tự tại đây không có nghĩa là chúng ta mặc kệ, không phải. Nhưng mà chúng ta biết đã đến lúc chúng ta phải tự tại ở cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình bệnh, nhưng mà mình đâu có thể nào mình đã tới cái tuổi, tới cái lúc mắt mình phải mờ, tai mình phải lãng, chân mình phải yếu, mà mình không tự tại được cái đó là vì gì? Sự thật là đã đến lúc xương cốt mình nó bắt đầu nó lỏng, nó mới nói lên được cái chữ già. Bởi vì già nghĩa là gì? Khi hơi thở hổn hển, khi ăn uống không tiêu, khi đi đứng chậm chạp, khi mắt nó mờ, khi tai nó lãng, khi tóc nó đổi màu, phải không? Mà mình không nhận được cái đó thì thiệt sự là không có tự tại. Cho nên á, hòa thượng khai thị cho cái vị Phật tử đó. Tôi nói cho bà nghe, tiền mình có lúc cần xài thì phải xài, lúc cần hạ tiện phải hạ tiện. Có tiền mà cứ giữ hoài cũng không được, mà xài phí cũng không được. Mà chúng ta phải có một cái uyển chuyển, lúc nào cần chi và lúc nào phải cần giữ. Cũng như thế, tâm tư mình cũng phải như vậy. Bởi vì bàn tay nó có thể làm nên tất cả. Thấy không? Bàn tay có thể chấp, bàn tay có thể lạy. Nhưng mà nếu mình không khéo thì bàn tay này có thể đục, thôi, binh. Cho nên ăn thua là do cái mình nhận ra được nó. Cho nên tại sao chúng ta chúc nhau, hay là chúng ta treo một cái biểu ngữ trong chùa là mừng xuân di lặc, là để nhắc nhở chúng ta hãy sống theo cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tự tại và dũng cảm của Đức Bồ Tát Di Lặc. Cái tướng Phạch Ngực, tại vì thường thường ở Việt Nam mình anh hùng là hay Phạch Ngực lắm. Để biểu lộ là anh hùng, phải không? Cho hồi nhỏ mà nhớ mà hễ mà mặc áo sơ mi á, mà nút mà một hai nút ở trên này mà không gài mà hơi Phạch Ngực, nó chà, bữa nay anh hùng dữ ha. Cho nên nghiêm túc là phải gài nút lại. Không? Còn mà nếu mà mình để hở một hai nút ở trên cái cổ áo mình là người ta cho mình là anh hùng rồi đó. Cho nên á, là cái tướng của ngài biểu lộ cái sự dũng cảm, và cái bụng của ngài to là tại vì ngài biết khi nào xả và khi nào giữ. Cho nên người ta mới khen ngài đó, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên rồi ngày mình đó thì mình chứa vô trong bụng mà nó không tiêu hóa là nó sình, nó sình bụng. Cho nên ăn phải tiêu hóa. Cho nên người ta mới lấy cái hình ảnh của ngài, và trong cái túi đó người ta kêu là túi càn khôn. Tại vì nó chứa cả mọi thứ ở trong đó. Và ngài đi tới đâu, ngài gặp con nít, ngài bốc ra, ngài cho nó ăn, cho kẹo. Và cái hình ảnh thứ hai của ngài mà chúng ta thường thấy, đó là ngài ngồi, rồi có 6 đứa nhỏ nó bu. Đứa thì nó nắm lỗ tai, đứa thì nó móc mắt, đứa nó móc mũi, đứa nó móc miệng, đứa nó chọt lét. 5 đứa nhỏ đó tượng trưng cho 5 căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Hễ mà đứa thứ 6 á, mà nếu mà có đứa thứ 6 nó xuất hiện thì tượng trưng cho ý. Nhưng mà hễ khi nào mà đứa thứ 6 nó không có mặt á, là ý người ta muốn nói cái ý là cái không có hình tướng, thì khỏi để. Cho nên ta để 5 căn thôi: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Như vậy quý vị nhìn kiểm lại mình coi mình có đủ 5 căn đó không? Có. Nhưng mà 5 căn này á, thường ngày á, mình vui buồn là cũng do nó.
Bởi vì hễ có con mắt là cái căn. Cái này là cái cảnh của cái căn, của con mắt. Mà nếu chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta vui, rồi cũng có khi chúng ta nhìn mà chúng ta buồn. Cho nên cả ngày chúng ta sống sao? Bị sáu cái cảnh ở bên ngoài nó làm phiền mình. Cũng cái tiếng đó mà nếu mình thương á, mình thích, mình vui, mà cũng cái tiếng đó mà không thích nữa mình bực. Cho nên mỗi ngày từ mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc, cái thân là tượng trưng cho tiếp xúc, mình cứ buồn. Người ta thích dầu xanh, ta sức dầu xanh. Mình nói trời ơi, cái mùi dầu xanh tôi ngửi nó muốn ói vậy đó. Mà dầu xanh mà có cái gì mà sức, mà trong khi đó người ta sức thì mình không chịu. Tức là đối với người thích á, thì người ta đi đâu cũng xách chai dầu xanh. Ở chùa Pháp Hòa là ông thầy Đức Tạng là vua dầu xanh. Dầu xanh mà ông cầm xịt vậy nè. Thích dầu xanh đến mức độ là thầy đi học á, mấy thầy ở trong lớp chung với thầy á, thích biết thầy thích dầu xanh á, đến cái ngày lễ tặng cho thầy á, ta lấy cái nhãn chai dầu xanh ta photoshop, ta làm bự ra về, rồi ta cắt thành nguyên chai dầu xanh, rồi ta tẩm dầu xanh vô đó, ta làm nguyên một cái cạc rồi ta tặng cho thầy. Rồi người ta lấy giấy nắp kinh, ta xịt dầu xanh vô, ta tặng cho thầy nguyên hộp giấy nắp kinh dầu xanh không. Mà mình ngửi, nếu mà ai ngửi quen, nó trời cái mùi dầu xanh khó chịu. Thầy viện chủ cũng thích dầu xanh. Một lần bệnh là chai dầu vậy. Và xịt như xịt nước tương vậy. Thịt đánh lên. Mà Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa hầu bệnh thầy viện chủ là tay Pháp Hòa lúc nào cũng mùi dầu xanh. Tại vì ngày đánh ba lần, cứ sáng trưa gì mà lúc nào cũng cứ phải dầu xanh. Vậy thì quý vị thấy cái người mà người ta thích dầu xanh thì người ta vui. Còn mình không chịu dầu xanh thì mình buồn. Như vậy thì con người mình mỗi ngày buồn vui, một phần cũng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Vì vậy cho nên mình mới phải tụng cái bài đó: nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày mấy thời? Sáu thời đều an lành. Sáu thời là tượng trưng cho gì? Sáu căn. Nếu mà mình không có cẩn thận á, thì sáu căn này nó làm phiền mình. Còn nếu mình có sự bình an rồi thì sáu căn này, sáu thời này luôn an lành. Tất cả các thời đều an lành. Như vậy thì theo cái tinh thần của nhà Phật, thay vì chúng ta nói chúc mừng năm mới tốt, nhưng mà cái đạo lý sâu sắc hơn là chúng ta chúc cho nhau có được một mùa xuân di lặc. Nghĩa là chúc nguyện cho anh, cho chị luôn luôn hỷ xả, tha thứ, khoan dung. Và thưa đại chúng, cái mùa Tết á, nó còn tượng trưng cho ba ý. Thứ nhất là đối với các bậc, người ta thường dùng là các bậc thánh hiền. Cho nên bằng Phật là dọn dẹp, quét tước. Ai đạo Chúa thì phải lau tượng Chúa, phải quét dọn. Mình đạo Phật thì mình lau tượng Phật, quét dọn, cúng Phật, vân vân. Kế đến là ai? Ông bà. Phải không? Tết nhất là mình phải nhớ ông bà, cho nên phải dọn dẹp bàn thờ ông bà. Trời, cúng ông bà lớn lắm nha. Bình thường năm giỗ một lần à, mà tới Tết là ăn ba ngày muốn chết vậy đó. Sáng cúng, trưa cúng, chiều cúng à. Mà cả năm á, không biết ông bà đi đâu mà tới cuối năm tiễn. Tiễn được có mấy ngày rồi cái rước. Thật sự ông bà chả đi đâu mà cũng chẳng cần rước, cần tiễn gì. Nhưng mà cái đó là cái phong tục. Thì chúng ta có cái ý nghĩa là ồ thôi mình rước ông bà về ăn Tết cho vui. Thấy không? Xong rồi ba, sau ba ngày Tết rồi con đi làm nghe, ông bà ở nhà không ai lo đâu à, thôi con tiễn ông bà. Rồi phải chi mà nói thôi con đi làm nha, ông bà ở nhà chơi. Tiễn rồi rủi ông bà không có nhà, ông bà đi đâu. Cho nên cái ý nghĩa tiễn và rước, không có đi đâu mà cũng chẳng có rước đâu. Nhưng mà cái đó là để là cái phong tục vậy thôi. Cái văn hóa thì chúng ta vẫn làm. Cho nên bây giờ mình muốn đơn giản
cúng buổi thôi, cúng ngày mùng 1, để cho các con các cháu lấy cái ý đó được rồi. Và bây giờ mình còn ở nhà mình rảnh mình lo, mai mốt hết đời mình rồi con cháu đi làm hết rồi, nó nói thôi ba cử cúng nhiều quá thôi nó khỏi cúng luôn đói à. Thôi còn cử cũng được à, cho nên mình cúng thì tốt à, mình phải làm sao mình ngắn gọn và mình làm cho đơn giản để mình giữ lại được cái truyền thống đó, để truyền lại cho con cháu của mình thôi. Cái đó là cái chính. Còn cái trường hợp mình cúng như thế nào đó thì mình phải uyển chuyển. Mùa xuân Di Lặc, Đức Phật Di Lặc là mình gọi trước, mình gọi Bồ Tát Di Lặc. Và cái hình ảnh của Ngài quý vị thấy, cho nên người Trung Hoa đó, bước vô chùa của người Trung Hoa, cái chỗ đầu tiên mà chúng ta phải bước vào là cái điện thờ Phật Di Lặc. Trước khi vô chánh điện, và chúng ta đi ngang một cái gian nhà gọi là Thiên Vương Điện. Thì trong cái Thiên Vương Điện đó đó, bốn góc thờ tứ thiên vương. Ở phía trước thờ Phật Di Lặc, phía sau lưng Phật Di Lặc là thờ tượng hộ pháp, một điện. Theo quan niệm người Hoa là mình bước vô trong chùa thì tâm mình phải sao? Hoan hỷ, hỷ xả hết. Mình có hỷ xả hết thì mình mới có thể hộ Phật pháp được, cho nên phía sau lưng Phật Di Lặc tượng hộ pháp. Bốn góc bốn thiên vương. Đông Tây Nam Bắc thì cũng như thế thôi. Mình đi chùa mình muốn hộ pháp mà tâm mình không hoan hỷ, không hỷ xả, không tha thứ, không bao dung, không độ lượng thì làm hồi phiền não. Cho nên mình bước vô chùa lễ Phật Di Lặc là học cái hạnh hỷ xả của Ngài. Mà quý vị chưa bao giờ thấy Phật Di Lặc nào mà khóc à? Không, chúng ta làm cái tượng Phật Di Lặc dù có xấu cỡ nào đi nữa thì miệng Ngài cũng cười. À, mà mình nhìn hình ảnh Ngài cười cái tự nhiên ai cũng hoan hỷ. Rồi có nhiều cái tiệm làm ăn bây giờ người ta thỉnh Ngài ra, người ta để ngay đó vậy, cái để cho khách vô cái rờ cái bụng Ngài cái rờ bụng Ngài cái chắc để Ngài cho con mau đói để con ăn. À, để ngay cái tiệm vậy vì tại vì sao biết không? Tại vì người ta đã đồng hóa Phật Di Lặc với ông thần tài. Cho nên bây giờ người Hoa người ta tạc cái tượng Ngài cầm cái thoi vàng nữa. Chứ thật như Phật Di Lặc đâu có cầm tiền. Cái tượng đúng của Ngài là trên tay Ngài quẩy một cái giỏ. Có thể Ngài cầm thêm sâu chuỗi thôi. Thấy không? Còn bây giờ là tại vì người ta khai triển làm ăn thì phải quảng cáo. Và phải có đầu óc chế tác. Ai mà ham vàng thế nào cũng thỉnh Ngài về. Phải không? Có khi làm một thẻ chưa đủ, Ngài cầm trên này thẻ nha, Ngài quẩy bên này giỏ thề vàng nha, đứng ở trên nguyên đống vàng luôn à. Nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của Phật Di Lặc ở một cái dạng khác, là Ngài đứng Ngài đưa hai tay lên trời, là tượng trưng cho gì không? Tôi cũng chịu trận đây nè. Nói chơi thôi nha. Thật sự ra cái bàn tay, hai cái tay mà Ngài đưa thẳng lên vậy nè, biết không, là tượng trưng cho cái người sống mà tự tại. Thí dụ mình nói vậy nè, thôi buồn gì buồn, sáng ngủ dậy vương vai cái rụng hết. Hồi xưa ông bà mình hay nói vậy, thôi đứng dậy vương vai cái là mọi việc nó rủ hết. Thở đây cũng thế. Chúng ta làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta sống tập. Thật sự cái này á, mình không tập thì không bao giờ có kết quả. Thưa đại chúng, đừng có nói chi cái chuyện gọi là luyện tâm. Nội cái chuyện gọi là cắm hoa, nấu ăn, may vá, những cái nghệ thuật bình thường trong cuộc sống. Đâu có ai một lần mà làm được đâu. Phải thường xuyên làm hoài thì nó mới khéo, nó mới giỏi, nó mới đẹp được. Đó. Nghệ thuật bình thường còn phải thế, huống chi là một nghệ thuật luyện tâm. Có nhiều khi mình nói thì dễ, làm thì khó. Ủa, trên đời này có gì nó dễ đâu, thấy không? Mà bây giờ anh thật sự có muốn cho tâm mình an lạc không? Muốn thì anh phải tập. Anh phải tập buông xả. Bây giờ anh không buông xả
nó cũng là như vậy. Phải không? Mà anh càng cố chấp thì cái khoảng cách giữa anh với người kia càng lớn. Anh càng cố chấp thì phiền não anh càng nhiều. Mà anh buông xả có đôi khi còn hai con mắt khóc người một con, hai con mắt bịt con lại. Cho nên Việt Nam mình mới hay dùng cái từ là thôi mắt nhắm mắt mở đi. Trịnh Công Sơn ổng cũng nhắn nhủ với mình vậy đó. Còn hai con mắt khóc người một con, khóc con thôi, con bệnh lại. Phải không? Cho nên á, quý vị thấy không, người ta làm ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt gì nữa, bịt mắt. Con khỉ là tượng trưng cho cái tâm nhảy nhót của mình không bao giờ chịu dừng. Phải không? Cái tâm của mình nó nhảy nhót như con khỉ. Mà bây giờ con khỉ nó còn phải bịt bớt con mắt lại. Nó phải bịt cái tai lại, nó bịt cái miệng lại. Bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói thì có bình an. Cho nên Ngài Di Lặc á, đó là một pháp tu chứng. Khi mà Ngài đưa cái tai Ngài lên được rồi á, có nghĩa là tự tại, rỗng ràng. Bây giờ tâm mình nó như hư không. Cho nên ta làm, nhiều khi ta làm, Ngài đứng ở trên một cái túi vàng, hay mà trên một cái túi. Cái túi đó là tượng trưng cho gì? Càn khôn đó, đủ thứ đó. Mà thiệt sự trên đời này á, ai cũng có một bầu tâm sự hết đó. Cái túi đó đó. Nhưng mà đối với cái người tu, ta móc ra cái gì là tu hành, là kẹo, rồi bánh, rồi còn mình móc ra giận, phiền, tức, ghét, đủ thứ. Mình cũng có một túi vậy mà móc ra cái gì không, mà overdate mà cứ giữ hoài, không có gì ăn được hết. Mình hay nói tôi có một bầu tâm sự. Ai cũng có. Cho nên đối với các vị, người ta cũng có. Nhưng mà đối với người ta cũng có, nhưng mà cái có đó để làm gì? Trở thành ra diệu dụng của sự tu. Còn bây giờ mình có mà mình chứa mà mình không biết dụng nó, thành thử ra cái đó nó trở thành ra nó hết hạn. Bây giờ Phật tử ở đây ha, Pháp Hòa bảo đảm ấy, nếu mà về mà kiểm xét lại trong cái bàn thờ mình, thế nào một người cũng có một sâu chuỗi. Không sâu chuỗi cổ thì cũng sâu chuỗi tai, mà có người mua nguyên một chén chuỗi nữa. Mà hỏi có lần sâu nào không? Dạ không. Bụi không à? Thấy chưa? Nhà nào cũng ít nhất cũng có một cuốn kinh. Mở có mở ra tụng không? Dạ không. Con cũng có kinh mà kinh bài, chứ không có kinh Phật. Thành thử ra mình có mà mình không dụng. Ở trong nhà mình có một quyển kinh mà mình ít khi nào mở ra tụng. Mình có một sông chuỗi mà ít khi nào mình lần. Cũng đi thỉnh cái chuông về để vậy đó. Mà để bàn thờ tới cuối năm đem ra lau bụi vậy thôi, chứ không bao giờ thỉnh lên tiếng. À, hỏi bên này có cái mỏ không? Dạ có. Mà cái mỏ này để riết sao điếc luôn. Đó, thành thử ra trong cái túi đó đó, mình có diệu dụng hết, mà mình không móc ra mình xài. Còn nếu mình móc ra mình xài được thì nó là chuỗi, nó là kinh Phật, nó là cái gì đó bảo hộ cho mình. Còn không khéo thì mình sẽ để những cái đó nó trở thành ra quá đáp, và chúng ta không dùng được. Cho nên cái hình ảnh của Ngài là cũng hình ảnh của mình. Mình cũng, mình tuy không có phạch ngực, nhưng mà mình có lòng can đảm của mình. Ai cũng có cái lòng can đảm để tiến sống. Như hồi nãy Pháp Hòa bệnh quá, cái mấy chú vô nói thôi thôi vậy thôi, sáng nay thầy khỏi làm lễ đi. Rồi xong nó không được, đã về tới đây rồi mà cúng rầm với đại chúng nữa ra. Dạ thôi thôi thầy khỏi, thầy tụng thôi, thầy khỏi nói. Nói không được, ráng cũng được. Tức là mình, nếu mà mình, trừ khi nào mình không thể được, chứ mình nhận ra trong cơ thể mình nó còn có thể làm được thì mình làm. Tức là có một sự. Rồi đêm hôm qua là quý vị bay từ bên Mỹ, đi từ trưa rồi connect ở Minneapolis, chờ 3 tiếng đồng hồ ở đó. Là ngồi là nó cảm lạnh, mà nó sổ mũi, nó nhức đầu khó chịu. Lên máy bay là ngồi rú rượi, rồi bị giam 1 tiếng đồng hồ ở trong hải quan nữa. Nhưng mà
mình biết mình tới đây để làm gì thì tự nhiên nó lướt được những cái đó. Cho nên ai cũng có cái lòng can đảm để dũng tiến. Và ai cũng có cái gì? Cũng có cái nụ cười hoan hỷ bao dung. Thôi bây giờ á, mùa Tết, trước hết á, là mình đối với các bậc thánh như là Phật, Chúa, mình kính thờ. Đối với ông bà, mình cúng kiến, mình tưởng nhớ. Cái thứ ba là gì biết không? Đối với người hiện còn. Quý vị nghiệm coi phải không? Một cái Tết là mình lo ba việc. Lau chùi bàn thờ nha, bày trái cây chưng hoa cúng nha, đó là mình nhớ tới các bậc thánh hiền mà chúng ta tôn trọng. Rồi bàn thờ ông bà phải lau chùi, phải cúng quải, đúng không? Đó là chúng ta nghĩ đến ông bà cha mẹ. Chưa hết, chuẩn bị số lì xì, dọn dẹp nhà cửa, mua mứt, nấu trà, đợi khách đến, đãi trà, đãi mứt. Như vậy, một cái Tết là chúng ta chuẩn bị cho ba phần, mà ba cái phần này đều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì chúng ta đã chuẩn bị tươm tất, chu toàn như thế, thì sao chúng ta không sống cho nó chu toàn, tươm tất như vậy? Chỉ đợi ngày Tết mình nghĩ nhau sao? Đã nghĩ đến nhau, Tết nha, bỏ qua hết nha. Chuyện gì không vui là bỏ qua hết nha. Không có dám nói cái gì không tốt nha. Thậm chí muốn nhắc nhở mình á, phải mặc bộ đồ mới nữa. Tại mặc bộ đồ mới là để tượng trưng cho ngày mới, cái gì cũng mới. Quý vị thấy không? Cho nên đã mới như vậy thì chúng ta hãy để cho nó mới luôn, đừng có để cho nó cũ trở lại. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái mùa Tết Ất Mùi 2015. Xin chia sẻ với đại chúng chút ít ý nghĩa của mùa Xuân Di Lặc. Tại sao chúng ta chúc nhau như thế? Để chúng ta học được cái hạnh đức của Ngài Di Lặc là hỷ xả, từ bi, tha thứ, khoan dung, tự tại. Mà nếu chúng ta có được những cái hạnh đức đó thì chúng ta có một cái bàn tay rỗng rang, tức là giống như Ngài giơ hai cánh tay lên một cách tự tại như vậy. Nếu mà được như vậy rồi chúng ta sẽ nghiệm lại tại sao Tết chúng ta lau nhà, quét nhà, chùi cửa, hút bụi sạch sẽ, chưng hoa, dọn trái, cúng Phật, cúng ông bà, nghỉ người sống. Thì đây là một cái cơ hội để chúng ta làm mới tất cả, nghĩ nhớ đến tất cả. Vì niệm ơn các bậc thánh hiền cho nên cúng quý Ngài. Niệm ơn tổ tiên cho nên cúng tổ tiên. Niệm ơn người còn cho nên chuẩn bị những cái bao lì xì, mứt trà để đãi nhau. Thôi thì hãy cố gắng dụng ba cái ý này suốt trong một năm thì bảo đảm chúng ta có cả một mùa Xuân Di Lặc, chứ không phải chỉ là một ngày Xuân Di Lặc. Một mùa mà là quanh năm suốt tháng, lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ như vậy, đãi ngộ nhau như vậy, thì cái mùa xuân này bất tận miên viễn ở trong chúng ta, và chúng ta sống được với cái hạnh đức hoan hỷ này suốt cả năm tháng. Cho nên chúng ta gọi là mùa Xuân Di Lặc. Chúc đại chúng có được một mùa Xuân Di Lặc. Thôi mình hồi hướng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu phổ, nguyện tội chương tân tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát.